Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu ký Người mẹ cầm súng, tác giả đã giới thiệu cho người nghe nhân vật Nguyễn Thị Út. Người đàn bà ấy được người dân đặt cho những cái tên rất thân quen như Út Trầu, bà Hồng hay Út Tịch. Quê ở Cầu Kè, Trà Vinh. Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, cả gia đình đều phải đi ở đợ. Chính vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, chị Út cũng đã phải đi ở đợ và bị chủ đối xử tàn bạo, bị bóc lột. Và lần nào chị cũng vùng lên đánh trả lại. Năm 13 tuổi, được sự ủng hộ của các cán bộ Việt Minh, chị được chuộc ra khỏi nhà địa chủ, thoát khỏi cảnh nô lệ. Là người có tính khí mạnh mẽ, chị sớm chịu ảnh hưởng từ sự tuyên truyền về cuộc cách mạng của các cán bộ Việt Minh, từ đó tích cực ủng hộ những người cộng sản cho đến sau này. Khi người Pháp tái chiến Nam Bộ, chị xung phong tham gia chiến đấu và lập nhiều chiến công vẻ vang. Chị trở thành người giao liên lạc cho các cán bộ quân sự. Sau khi lập gia đình với anh Lâm Văn Tịch, một chiến sĩ Việt Minh tại địa phương, hai vợ chồng vẫn tiếp tục tham gia kháng chiến, vừa tham gia chiến đấu, vừa chăm lo việc nhà. Và bây giờ, Hoàng Yến sẽ gửi đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của ký Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi. Nghe đây, nghe đây, loa báo đầu dòng, đàn bà đọt bót tai không mới tai. Đó là hai câu thơ mà ông Sáu Hò đặt cho tổ gọi loa của ấp để mở đầu một bản tin. Nguyên do như thế này. Ông Chính Đà, cán bộ mặt trận, nói với Út: "Thím có lời lẽ đi phụ với bà con đấu tranh." 10 lần đi, 10 lần Út bị đánh. Một lần, thằng Quận nó hỏi: "Con nào đầu đảng?" Thằng lính đằng sau trả lời thằng Quận bằng cách là thúc mũi súng vào lưng của Út. Lần khác, thằng Quận hỏi: "Chồng mày đâu?" Út trả lời: "Đi lính ở trên xa đét á." "Sao không đi theo chồng làm vợ lính chân dài chân dép?" "Vợ cũng không bằng mẹ, mẹ của lính cũng bị quan bắt ngồi phơi nắng ngoài kia kìa." Và rồi Út chỉ cho thằng lính Độ thấy bà mẹ của nó đang ngồi ngoài sân. Thằng Quận đánh Út một trận bằng rơ mây. Lúc đó chị đang mang thai đứa con thứ tư. Về, Út nói với ông Chính Đà: "Tôi bị đòn từ 8 tuổi, tôi không sợ đòn. Nếu không nhớ đường lối chắc tôi đánh nó rồi." Ông Chính chuyển sang giao cho Út thăm dò Bót Tám Thế. Bót Tám Thế đóng ở giữa giáp ranh hai xã Tam Ngãi và An Phú Tân, khống chế cả hai bên, hỗ trợ cho bọn địa chủ Cầu Kè lấy thuế, thu tô. Chiều chiều, Út rủ Phượng, En, hai cô gái đẹp nhất xóm ra rà rê trong đám dưa cạnh Bót, cùng đến thả dẫn sống với nó, nếu được thì giật súng. Bọn lính thằng nào cũng giống thằng nào, thấy gái là kéo ra. Út về báo với ông Chính: "Cái đám này nó háo chua lắm, Bót này lấy được." Út về nói với chồng: "Tôi nhất định lấy cái Bót này, nhưng lỡ phải đem thân ra cho nó giỡn hớt dày dò, anh có chịu không?" Anh Tịch nói: "Em làm sao được á thì làm." Anh chân tình như vậy, Út thấy thương chồng vô cùng. Mình hy sinh thân mình thì được rồi, nhưng anh ấy là chồng, làm sao mà xẻ được nỗi đau lòng ấy của anh
để Út xin gánh chịu một mình. Út nhớ đến chú Chính luôn, thầm cảm ơn chú đã kiếm cho mình một người chồng thật tốt. Đêm ấy, Út hỏi chồng lần nữa. Anh nhìn Út, cười, nụ cười hiền hậu và ánh mắt đầy tình thương như mỗi lần anh trở về sau một trận đánh. Thế là Út yên tâm đi công tác. Chiều nào, chị cũng rủ Phượng, em ra đám dưa bỏ dùng hộp. Cô Phượng, người gốc Khmer, trắng trẻo. Cô gái không dám mở miệng thì thôi, mở miệng ra là cười. Còn cô An thì có duyên ngầm, nói chuyện rất khéo. Cả hai cô đều gan, không biết sợ là gì. Út phụ trách tám thế, lớn tuổi, xếp bót. Còn hai cô gái thì phụ trách hai thằng lính. Chiều về, ba người lại báo cáo cho ông Chính. Ông Chính gom ý lại, ngồi suy tính, rồi hướng dẫn ngày mai nên nói gì. Cả 12 thằng giặc đều hám hơi Út và hai cô gái. Vừa bỏ hộp xong, hết cớ để ra, ba người xoay ra cắt cỏ quanh đám dưa. Cắt xong, mang xuống sông để bỏ, chứ nhà có bò đâu mà cho ăn. Lúc cả ba người sắp ngã theo mình, thì dưa lên cao. Chủ đám dưa không cho ba người vào nữa, vì họ nói vừa gặp hơi đàn bà là bị thúi gốc. Út nói với tám thế, chừng nào tiện mấy anh bắn ba phát súng báo hiệu kêu lên mấy em vô bót chơi nghe. Tám thế làm thật, ngày nào nó cũng đuổi vợ ra chợ, ba người mới vào được bót. Công việc đang chạy, đùng một cái má cô Phượng không cho đi. Bà không thích Út đến rủ con bà đi làm những điều kỳ cục. Thế là Út đến năn nỉ. Nhà tôi bốn đời thù giặc, thím không tin tôi sao? Út phải chạy đi viện cả ông Chính Đà tới nói. Cuộc tấn công lại tiếp tục. Nhưng tám thế vẫn không chịu giao bót cho ta. Út nghĩ, tao đã nói lấy bót là lấy, tao đâu có chịu thua mày. Út cùng với hai cô về bàn với ông Chính, tổ chức một bữa nhậu ở một nhà cạnh bót. Tám thế có cái tật, hễ nhậu vô nửa ly là Long Xuyên y nói ra châu đốc. Tiệc nửa chừng, Út nói, anh Tám à, người ta nói làm lớn láo ăn đúng à, sao anh không kêu anh em ra nhậu? Y kêu hết bọn lính ra, chỉ chừa có một thằng gác kho súng ở chuồng cu. Ba anh du kích cải trang đi ngang qua, Út giả đò kêu vô luôn. Bọn lính bắt đầu sai. Đã đến lúc phải đánh rồi mà ruột Út có rối như tơ. Không biết làm sao mà kêu được cái thằng gác chuồng cu xuống. Để cho Phượng, En kìm chúng, Út lẻn lại bót và kêu, anh gác à, lấy thêm rượu cho ông sếp. Nó không chịu xuống, Út lại nói, anh không xuống thì chỉ chỗ cho tôi lấy. Chị không lấy được. Sao không? Bót này trên tám thế, dưới tôi, chứ còn ai nữa. Út nghĩ, tao có hy sinh thì bốn đứa con tao nhân dân nuôi chứ không lo gì. Thằng gác bị chọc giận, thế là nó xuống. Út giả lả, vừa cười vừa tuột cây súng trên vai nó. Anh đưa tôi gác cho, vô lấy rượu đi. Thằng lính giữ lại, Út giả đò lôi ra, rồi bất thần giằng mạnh một cái, cây súng gọn trong tay. Đầu hàng thì sống, giơ tay lên. Thằng lính ngơ ngác, mặt nó tái xám. Thiệt sao chị Út? Không giơ tay, tao bắn. Thằng lính giơ vội tay lên như bị phỏng. Út bắt nó đứng ra một góc rào để cho nó không rượt được mình, rồi thoát lên chuồng cu, ra hiệu cho anh em mình phục bên ngoài vô lấy bót. Bọn lính tay không, nhậu ở đằng kia, ta chỉ việc bao lại, chông súng vào bụng và trói dắt về. Thế là bót tám thế bị giật gọn, không nổ một phát súng. Dọc đường về,
Bà tình lính nhìn ba người yêu của mình mặt mũi như con chó ăn dụng bột. Tám Thế có hai đời vợ. Vợ lớn của y đã bỏ đi lấy lão từ đốt đèn cầy ở nhà thờ Chúa ở bót nhà thờ Bà Mi. Vợ sau này mới lấy, y để sống chung trong bót. Mụ này đã mấy lần ghen đến tắt cổ với Út. Đánh xong, Út kêu cả hai vợ chồng lại và nói: "Tôi vì dân giết giặc đã xong, nhiệm vụ tôi làm tròn, giờ chồng chị, tôi trả về cho chị." Vợ Tám Thế đỏ mặt líu xíu: "Dạ dạ, em biết rồi." Út nói vậy để mụ yên tâm thôi, chứ mụ hiểu sao nổi cái câu vì dân giết giặc. Con bé, con gái lớn của Út, nay đã 8 tuổi. Nó ốm nhách, mà nhanh. Cha mẹ đi công tác, ba em ở nhà nó bao hết. Nó chạy đầu này ru đứa nhỏ ngủ, chạy đầu kia lôi đứa lớn đi tắm. Nhà hết gạo, nó dắt em sẽ ăn cơm bên hàng xóm. Những việc gì mà nó không làm nổi, như sửa lại mấy nhà dột, hay bệnh lại cặp dây giỏng, thì nó đợi mẹ nó về làm cho nó. Mỗi buổi mẹ về, nó lại biết thêm vài việc. Út có một đàn con như vậy, bây giờ chị lại đang mang thai. Mỗi lần cầm lấy súng, lòng Út lại trộn rộn như người làm không hết việc. Bót Tám Thế vừa mới diệt xong, giặc lại quay sang đóng bót mới ở ấp 3. Mặt mũi chúng trường ườn ra đó, không đánh chúng không yên. Chính vì vậy nên Út phải về nhà một lát, lại muốn đi. Dù còn được vài câu, chị lại trao nó cho con bé. Chiều hôm trước, nhân dân chỗ Út hay là bọn lính bót ấp 3 mới lãnh lương. Tám thằng đi chơi ở chợ Cầu Kè, chiều nay nó sẽ về. Út báo cáo với ông Chính. Ông Chính lựa mấy anh du kích thiệt ngon, cùng Út ra đón đánh. Sau khi đạp xe đi rảo nắm tình hình, Út quay về dặn với anh em: "Đánh xong bọn này khoan rút, chờ bọn hiến binh xuống tiếp diện đánh nữa. Nó còn 5 thằng để tiếp diện thôi." Nổ súng, Út cũng ngồi đó, mặc dù tay không. Thấy 8 thằng giặc còn bắn hoài, Út nóng lắm. Chợt anh bắn trung tiên tự tạo bị thương ở tay. Út phục lên chụp súng. Súng đụng hàm xanh làm Út muốn đứt lưỡi. Út hô lớn: "Hỏa lực xiên hông đâu, tạt lên." Út bắn một phát, một thằng chết nhảy dựng. Út lại la: "Nó lâm thôn rồi, đánh tới anh em ơi." Tất cả đều la rần rần. Bọn giặc đâm hoảng, chúng tạt xuống mé giường. Anh em nằm đó lại nã vào hông chúng, gục thêm 3 thằng nữa. Còn một thằng toàn chọi lựu đạn. Út nhảy lên thọc cây trung liên tự do vào ngực của nó. Nó giơ tay. Thực ra cây súng của Út cũng bị kẹt từ nãy rồi. Thu súng xong, Út lại dở trầu ra ăn. Thì anh em nghe lầm lệnh ai, rút mất. Một lát, 5 thằng hiến binh xuống lấy xác. Út tay không, ngồi trong bụi, dòm ra, tức muốn nổ con mắt. Trận đó, 12 thằng lính vừa đến thay thế bọn lính bót Tám Thế lại bị chụm hết 6. Thằng quận trưởng Cầu Kè tức, bổ sung thêm 6 thằng khác. Nó cương quyết đóng lại bót ấp 3. Đích thân nó ngồi xe rip, có xe nội đồng hộ tống, vô thăm bót hàng ngày. Cấp trên quyết định đánh nó tại Chòm Dừa. Trận này, cái thai đã lớn rồi, nhưng Út cũng đòi đi. Ông bà mới thai ông Chính Đà nói: "Bụng dạ dày mà đi đâu?" Út trả lời: "Tôi có cái bụng dày nhưng tôi khỏe. Mấy anh đào dùng công sự, súng nổ mặt tôi." Nằng nì mãi không được, Út muốn khóc. Đến lúc xung phong, anh em thấy có một người nhỏ con bới tóc nhảy tưng tưng đằng trước. Họ mới biết đó là Út Tịch đi theo. Út cũng nhào vô lấy súng, bắt tù binh, đốt xe. Lúc về, chị bơi xuồng chở một anh thương binh. Pháo giặc bắn như sắt bột. Anh thương binh bảo Út bỏ anh lại mà chạy đi. Út chỉ cười.
Trận đó, ta đốt được một chiếc xe và giật gọn bọn lính đi theo thằng quận trưởng cầu kè. Bây giờ, Út đã có thai đến tháng thứ 7. Mỗi lần đòi đi chiến đấu là ông ba rầy dữ lắm. Nhưng xưa nay có ai đánh giặc mà chờ sanh xong mới đánh đâu. Chị bảo chồng lén cho mình đi đánh bót đường trâu. Đó là cái bót đống dừa hay ấp chiến lược, trong nô án ngữ cho cầu kè. Anh Tịch và Năm Liêm, tổ trưởng ấp, đã móc với thằng sếp bót mách từ lúc nào. Thằng mách, địa chủ bắt cá hai tay, vừa làm sếp bót, vừa móc với ta vì sợ ta đánh bót mà phá không cho nó thu tô. Bởi vậy, hàng ngày, Út đem cá cơm ra bón bán để thăm dò. Nó biết chị đã lấy bót tám thế, nhưng không dám bắt. Mỗi lần vô bót nói chuyện với nó, con mắt Út cứ buộc phải đảo qua đảo lại như sao. Hôm đó là ngày Tết vô năm, anh Tịch và anh Năm Liêm quyết định chụp cả bót. Út cho bốn đứa nhỏ tản cư vô sát thị trấn. Lúc chuẩn bị đi đánh, thấy chồng không nói gì mình, Út nói: anh tính không cho tôi đi sao? Anh Tịch nói: em đi để đẻ dọc đường à? Út nói nửa cười nửa miếu: đồng chí đã hại người ta, giờ lại còn cản nữa. Út mới giữ trận đánh xe hôm trước, người còn xanh lét. Nói mãi anh Tịch phải cho đi. Ngang qua chùa ông Bổn, Út vái nếu ông Bổn phù hộ cho lấy được cái bót, Út sẽ về cúng cái đầu heo. Hồi đó, Út còn sợ ông Bổn vì chùa ở ngay trước cửa nhà. Tới nơi, Út phụ bót mời thằng Mách ra gặp Năm Liêm. Rượu xoài chua chị đã bày sẵn cho cả hai ngồi nói chuyện. Kế hoạch là lát nữa sẽ là một bữa tiệc lớn, mời tất cả bọn lính ra nhậu say rồi đánh úp luôn. Nhưng nhìn vô trong bót thấy trống trơn, Út đã hơi giật mình. Chị đi hỏi cơ sở. Thì ra thằng Mách đã âm mưu phản giận. Út chạy đi tìm chồng lúc đó đang ở cùng tổ du kích giấu quân trong giường và nói: thằng quận Nghĩa nó treo đầu anh 10.000, đầu tôi 10.000. Bữa nay thằng Mách nó cho bọn lính vào phục hết trong xóm. Trên chuồng cu chỉ còn có thằng nhỏ con, nó cầm một cây súng đứng nhữ. Tôi với anh vô chơi như mọi bữa là tụi nó bắt. Anh Tịch điếng người. Út nói: nếu không thì cũng phải giật cây súng đó mà chạy, đâu có chịu thua nó. Út lại rảo vào trong xóm. Mấy thằng lính phục lâu, đói, đã bỏ vào nhà dân kiếm ăn. Hôm đó lại sẵn ngày Tết, Út chạy tức tốc ra gặp chồng. Đánh ngay đi. Lúc vò quần chuẩn bị xong vào bót, một ý nghĩ vụt đến trong Út. Ý nghĩ là người mẹ cầm súng nào cũng phải nghĩ tới, đó là con. Chỉ một tiếng gọn như vậy, nhưng lại động bao nhiêu tình sâu nặng. Út nói với chồng: bữa nay mình sẽ giật được một cây súng, một thùng đạn. Nhưng mấy đứa nhỏ nhà mình tản cư trong kia, chắc nó bắt nó chặt đầu mất. Anh Tịch suy nghĩ lung tung. Nhưng nó phản vận rồi, lúc này không cướp thời cơ mà đánh là bỏ luôn. Tịch nói: em đang có thai, còn gà mái thì còn gà giò, cứ đánh. Anh Tịch lẻn vào bót, giả lạ với con thằng Mách như mọi bữa, rồi bất thần kẹp cổ nó, lấy súng. Út nhảy vô vác thùng đạn, tổ du kích yểm hộ bên ngoài. Không khí trong bót lặng trang. Thằng Mách đang bị Năm Liêm kìm ngồi nhậu, thoáng theo bóng vợ chồng Út, nó chạy dục vô xóm. Năm Liêm đuổi theo không kịp. Nó kêu được bọn lính chạy ra bắn tới tấp. Út đã giọt ra khỏi rào. Anh Tịch còn kẹt trong bót. Nhanh trí, anh kẹp cổ con thằng Mách, dai về phía bọn lính, vừa lôi nó vừa chạy ra. Tổ du kích nổ súng yểm hộ. Thấy con xếp bót, bọn lính không dám bắn. Lớp nào mang bụng, lớp nào mang đạn. Út chạy một hơi ra tới bờ sông. Chị chợt nghĩ mình lấy được đạn là chạy trước. Anh em mỗi người có vài viên, lấy đạn đâu mà bổ sung.
Thế là chị vác đạn quay trở lại. Vừa lúc đó, anh em mình cũng rút tới nơi. Thế là tất cả lội qua sông. Bọn địch rượt tới bờ sông, đành đứng ngó. Chiều hôm đó, bà mẹ già của Út dắt chị em con bé đi tản cư về ngang. Thằng Mách đang ăn cơm, giục chén chạy ra. Nó chỉ vào những bộ mặt nhem nhuốc sau một ngày tản cư của tấp nhỏ. Tụi này là con của vợ chồng thằng Tịch nè, đồ cái quân ăn cướp ngài. Nó trợn mắt phùng má ra mà chửi. Chỉ chửi thôi chứ không dám làm gì, vì cô sợ anh Tịch. Con bé tay bồng em nhỏ, tay dắt hai em lớn, đi như đi chợ mà không thèm ngó đến nó. Thế là Út đã là mẹ của năm đứa con. Việc nhà kéo níu hơn. Vừa làm việc, chị vừa phải trông chừng từng lúc bóng nắng ngoài giọt. Từ cầu kè, những ấp chiến lược giặc lập ra năm ngoái theo vết dầu loang đã bị chặn lại. Bây giờ là lúc ta ra tấn công. Cái kế hoạch của giặc ở Tam Ngãi ngày càng rạn nứt, thì công việc của người mẹ ngày càng bận rộn và đầy hấp dẫn. Sanh con chưa đầy tháng, Út lại đi công tác. Đi không nổi, con bé bơi xuồng chở mẹ đi. Để tránh mắt giặc, Út trùm khăn kín mặt. Thường là lúc ra đi, hầu như chị để ra đáy mua cá về chợ bán. Nhưng khi về, chị lại có thêm dăm chục đạn ở trong xuồng. Cũng không cần phải giấu giếm khi qua bót giặc, vì chính những cái bót ấy chị cho đạn. Đó là những buổi gặp gỡ kỳ lạ. Những tên lính mà Út và đội du kích đã từng bắt sống trong các trận trước, bây giờ lại trở ra đi lính. Họ nhìn ra mặt Út, tưởng như bị bắt tới nơi. Nhưng qua lời chị, nhất là nhớ tới cái ơn cứu sống của chị năm trước, họ lại cho chị đạn. Rồi dần dần, họ trở thành những cơ sở của chị, hăng hái và trung thành. Chị nói rất kém, nhưng tấm lòng của chị nói thay cho chị. Chị không thể nằm yên trong giường được. Trong lúc này, những con người đó hàng ngày đang trông chờ chị tới. Chị chà gạo lứt với muối, xay nhuyễn để ở nhà cho con bé khuấy bột cho em. Chị dạy con ở nhà nấu cơm, không chắc nước vì sợ nó bị phỏng. Rồi chị đi, cả năm đứa con đã quen đến nỗi mà không hề có ý đòi mẹ ở nhà. Cấp trên quyết định tấn công ấp chiến lược trong nô. Đó là một ấp lớn có trên 50 súng, nằm trên phòng tuyến bảo vệ thị trấn Cầu Kè. Một đêm, vợ chồng Út cùng với tổ du kích bò vô thử. Anh em cơ sở trong đó đem tặng 3 cây súng và một rổ lựu đạn. Út nói với chồng: mình làm lớn thì không đủ sức, làm nhỏ thì uổng cơ sở. Phải báo cáo cấp trên kêu bộ phận huyện về đánh lấy luôn cả ấp. Thế là hai vợ chồng trả súng, trả lựu đạn. Tiếc lắm. Sáng hôm sau, Út đang nấu cơm thì thư của ông Chính Đà, bây giờ là trưởng ban binh vận huyện, gửi ra. Chị nhờ bà Sáu Hò đọc tiếng đặng tiếng được, không hiểu gì hết. Một lát mệt quá, gió mát, đầm ngủ quên. Chiều, Út chạy vô, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Một chút nữa là hụt đi. Mừng quá, chỉ tại mình dốt. Anh em cũng muốn cho Út ở nhà, vì chị mới sanh. Nhưng chị không đi thì rất khó móc cơ sở. Lúc sắp lên đường, anh Mười ở tỉnh nói với Út: chị về cho thằng nhỏ bú rồi trở ra. Vì hồi nãy vì vội mà Út chưa cho nó bú thật. Nhưng về thì trễ, chị nói: ở nhà có con bé con, tôi cho nó quấy bột rồi. Thôi, chị cứ về cho cháu bú, anh em chờ. Rồi Út bơi xuồng về, chị chọc cho con dậy bú. Con bú no, chị chọc lét cho nó cười, rồi hối hả ra đi. Trời mưa như trút nước. Nửa đêm hôm đó, anh Tịch và Út bò ra móc cơ sở. Mở cửa rào, dẫn một cánh đột vô. Vợ chồng Út lại thu được 3 cây súng và một rổ lựu đạn hôm qua.
Bộ đội tràn vô khắp ấp, lùng bắt ắt ôn, ruột bọn lính chạy, thu thêm được một số súng. Suốt đêm, Út đi lay từng cây cọc sắt, tìm lựu đạn gài để đồng bào yên tâm phá rào. Sáng hôm sau, những người đàn bà đi chợ cọc kè ngang của ấp chiến lược trong nô, thấy có một người phụ nữ đầu đội nón nhựa chiến lợi phẩm, tay cầm súng, lá cây dắt đầy mình, miệng thì ăn trầu đỏ tươi, đứng gác trong công sự đầu ấp. Hình ảnh ấy của Út được các bà truyền đi khắp xã, cùng với tin là cả ấp chiến lược kiên cố, ác ôn nhất của cầu kè đã bị phá banh. Út đứng như vậy, dưới trời mưa, từ 3 giờ khuya tới sáng. Những tên thanh niên chiến đấu, sáng sớm tưởng ta rút, mò về, bất thần bị Út bắt giơ tay. Và cứ đứng trong chừng hắn ta chụp tay vào lưng, chỗ nào y như chỗ đó có lựu đạn. Lúc gần rút về, một tên ác ôn chọi Út một quả lựu đạn. Trong lúc hoảng hốt, nó không rút chốt, Út nhanh mắt chụp lấy. Chỉ chưa kịp chọi lại cho nó thì anh em đã nổ cho nó một phát vào giữa ngực. Hôm đó, Út thu được một đống lựu đạn, đem chất đầy giọng gác. Về nhà, trong buổi liên hoan mừng chiến thắng, anh Mười ở tỉnh ôm thằng nhỏ của Út giơ ra giữa đám đông mà nói: "Cháu à, má cháu bỏ cháu cả đêm, nhờ bác la má cháu mới về cho cháu bú đó." Sau tiếng cười rộ lên, mọi người đều im bặt, tất cả đều hướng về phía mẹ con Út. Bây giờ ngồi đây, chị đang dịu dàng ve vuốt tóc con. Nhưng sau hồi khuya, lúc xông vào ổ địch, trông chị gan lì khác hẳn. Anh em truyền tay nhau thằng nhỏ, hôn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Út nói: "Nó cũng đánh giặc phải không mấy anh? Sau này tụi nó đánh giặc còn ngon hơn tụi mình bây giờ nhiều." Hỏi bà con những ai là người nghèo ở Tam Ngãi, bà con sẽ nói ngay là nhà Út Tịch. Má Hai vẫn ngồi kể chuyện gia đình đó cả ngày không hết. Má sẽ nói rằng vợ chồng con cái đó như sao trên trời, đêm quang mây mới tụ lại. Má sẽ kể hết lời khen Út vì tóc đã quàng tay, vai quàng súng, vừa đánh giặc vừa làm nuôi con. Út trồng dưa. Con bé được mẹ dạy bón phân và chiết trái. Trồng dưa không đủ ăn, Út đi vay gạo làm bánh, cho con đem ra chợ bán. Miếng ăn trên cạn, dưới sông, trong dòng, ngoài bãi, mẹ con đều đã làm qua. Có một đêm, anh Tịch được Út nhắn về gấp. Về tới nhà, anh thấy Út ngồi giỡn với con. Đến lúc đập chân đi ngủ, Út mới nói: "Nhà hết gạo rồi anh à." Không để chồng nghỉ ngơi lâu, Út nói tiếp: "Tính nhắn anh về hai bữa, cuốc mướn ít công khoai lấy tiền cho con nấu mua gạo. Nhưng thôi." "Em tính sao lại thôi?" "Tôi tính vậy. Hồi cưới nhau tôi đã hứa với chú Chính là bận bịu đến mấy cũng không được để chồng mất công tác. Bây giờ tôi cũng phải y như vậy. Anh lỡ về đây rồi thì vui cho thỏa mãn với con rồi đi, vậy thôi." Sáng hôm sau, anh Tịch đi sớm, Út cũng chuẩn bị súng đạn đi công tác, tiện thể đi hỏi giá dưa ở ngoài sông. Chị em con bé đã dậy, đang đùa giỡn nhí nhố ở trong mùng. Anh Tịch đi, nửa bụng thương vợ, nửa bụng thương con, và thương nhiều nhất là cái câu vợ nói: "Anh đi cho gấp, đừng để anh em trông. Ráng làm sao cho rõ mặt người là phải qua hết gian đồng." Nhân dân Tam Ngãi cũng có một thói quen. Dù ở Ngãi Nhất, Ngọc Hồ, nhiều vườn hay bung lớn nhiều lúa, dù là bà con người Kinh hay người Khmer, dù là các mẹ chiến sĩ hay các cô gái trong đội văn nghệ, tất cả đều làm một việc giống nhau là giúp đỡ gia đình Út. Nếu thấy chị em con bé đi một mình thì người ta hiểu rằng cha mẹ chúng đang đi đánh giặc.
Và nếu lúc đó có pháo hay máy bay bắn thì bất cứ ai cũng có thể ra kéo chúng xuống hầm mình. Còn gặp bữa ăn thì khỏi nói, ai cũng cảm thấy có bổn phận là ôm chúng vào nhà, cho chúng ngồi vào mâm và tìm mọi cách cho chúng thấy ở đây cũng như ở nhà của chúng vậy. Út đi ra trận đã bớt phải lo cho con. Sau khi đánh trận về, mấy mẹ lại kêu chị vào và bọc cho vài lít gạo. Bà lão bán phân cá ở dưới cồn lên bến cây xanh, gặp con bé có một buổi đầu, bà đã mến nó và cho nó ngay một dạ rưỡi phân cá để mẹ nó trồng dưa. Các anh bộ đội lần nào xẻ thịt trâu liên hoan cũng chụp phần cho chị em con bé. Các cô cán bộ ghé chơi, nghèo cách mấy cũng có một đồng bạc kẹo. Mỗi lần em bị bệnh, con bé lại bồng sang nhà hậu sinh để cô mụ cho uống thuốc. Chị em con bé cũng có một thói quen, không ai dạy. Nó kêu tất cả ông già, bà cả là ông nội, bà nội. Những người khác là các bác, các chú, mấy cô, mấy dì, y như tất cả tam ngải đều có họ hàng ruột thịt với gia đình mình vậy. Hàng xóm với Út có ông Sáu Hò, người thông tin xã già, hay đặt thơ, nghèo nhưng thương vợ chồng Út như con. Ông đã từng nuôi Út trốn sau những lần đánh bại địa chủ. Bây giờ Út làm điều gì sai thì ông vẫn rầy. Hằng ngày mẹ đi vắng, khạp hết gạo, chị em con bé lại kéo sang nhà ông nội, bà nội, vẫn nhịn miệng cho cháu. Tháng 5 năm 1964, Út được Mặt trận tỉnh tuyên dương công trạng. Cuộc lễ đông hơn 3.000 người, chị được tặng một cây cạc pin và 15 mét vải. Giữa ánh điện sáng sực, trước máy phóng thanh, Út nói: "Tôi đi đánh giặc được Mặt trận thương, cô bác thương nên cứ đánh hoài. Bây giờ trên cho làm xã đội phó, tôi cũng đánh hoài." Út vác cạc pin xuống ngồi góc cây bàn. Mấy mẹ mấy chị ở Láng Sắt, Trà Cú đeo dính chung quanh. Không ai biết người mẹ nghèo năm con nhỏ làm cách nào mà vẫn còn cầm súng được. Út sung sướng đến chảy nước mắt, trả lời một cách lúng túng: "Nói đến công bao bọc thì con nặng tội với cô bác hết sức. Không biết chừng nào con bù đắp lại cho cô bác cho đầy đủ." Bà Sáu Hò ngồi cạnh Út, bà nói: "Không phải bay ăn của tao rồi bay gánh trả cho tao là được. Bay đánh giặc cho giỏi là bay bồi bổ lại cho tao được rồi." Như mọi người dân ở tam ngại khác, đêm ấy bà Sáu Hò cũng cảm thấy vinh dự. Niềm vinh dự của những người đã biết sống xứng đáng trên mảnh đất còn nghèo khổ mà đầy giặc này.